Chào cả nhà. Hôm nay góc bếp miền Trung vào bếp nấu chè đậu xanh đánh. Mình đã chuẩn bị 500g đậu xanh đã ngâm qua đêm. Cả nhà nhớ là mình phải vo cho sạch, xả nhiều nước, chè mình mới đợi được lâu. Bốn trăm gram đường, bó lá dứa, 300ml nước dừa vét lần hai, 50ml nước dừa lon, một muỗng bột năng, một muỗng bột gạo, 1/5 muỗng muối. Bây giờ mình đi xẻ đậu xanh cho sạch rồi nấu đậu xanh nha cả nhà. Mình cho đậu xanh vô nồi công điện, mình sẽ chế nước vô. Cho vô nồi cơm luôn. Mình nấu lỏng để mình dễ xay nha cả nhà. Đậu xanh mình cũng được 30 phút rồi cả nhà. Bây giờ đã chín rồi. Bây giờ mình để nguội rồi mình sẽ xay nha. Bây giờ mình pha cốt nước dừa để mình trang trí lên chè nha cả nhà. Mình cho 1/5 muỗng muối, nửa muỗng đường, 1 muỗng bột năng, 1 muỗng bột gạo, 100ml cốt nước dừa lon. Khuấy đều. Mình nấu nước cốt dừa nha. Nước dừa mình có độ sệt rồi, bây giờ mình tắt bếp. Giờ mình xay đậu xanh nha cả nhà. Cho nước hai vô luôn. Mình vừa nấu mà vừa xay luôn là 1,5 lít nha cả nhà. Bây giờ mình cho đường vô, khuấy đều. Hai là mình cũng cho vô xay rồi. Bây giờ mình cho thêm nước cốt dừa lon này 50ml nha. Là 1/3 hũ nha cả nhà. Mình cho 1/5 muỗng muối. Mình bỏ vô chén 1 muỗng bột gạo, 1 muỗng bột năng. Mình cho 1 xíu nước. Mình hòa cho tan để mình khuấy, tí nữa mình bỏ sau nha. Bây giờ mình đi nấu chè nha cả nhà. Mình cho lá dứa vô luôn. Bây giờ chè của mình cũng nổi bong bóng, đã đổ sôi rồi đó. Bây giờ mình chế bột vô nha, mình khuấy đều. Chè của mình cũng đã sệt lại rồi nha cả nhà. Mình sẽ gấp lá dứa ra. Bây giờ mình tắt bếp nha. Khi mà giảm độ nóng mình cho vani vô nha. Nếu mà còn nóng trên bếp thì nó sẽ bị đắng nha. Khuấy đều. Mình đã nấu xong chè đậu xanh đánh rồi nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Bấm cho mình 1 nút đăng ký, 1 nút chia sẻ. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye.